Trong làng giải trí Hàn Quốc, mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Hee-sun, khán giả không chỉ nhớ đến một nam thần tượng có bề ngoài đẹp hơn hoa mà còn là nghệ sĩ đạt tài hiếm có. Từ ca sĩ đến diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình được nhiều người yêu thích, nổi tiếng là cây hài và là một mẩu của Super Junior. Ít ai biết rằng trước khi trở thành idol như hiện tại, Hee-sun đã từng ra mắt lần đầu với vai trò là một diễn viên. Tuy nhiên, đã một thời gian dài các fan hâm mộ không còn thấy anh chàng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Bởi vậy, thông tin về bộ phim sắp tới của Hee-sun đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng và fan hâm mộ. Recipe for Root là bộ phim hài lãng mạn kể về câu chuyện của một huấn luyện viên hẹn hò chuyên tạo ra các vụ bê bối trong ngành giải trí do Bi Bằng IA Networks và Star Stars Caridon sản xuất. Kim Hee-sun, thành viên Super Junior, sẽ đảm nhận vai Jeon Seong-ki, một huấn luyện viên hẹn hò rất giỏi trong việc tạo scandal. Moon Ga-yang và vai Cha Soo-bin, một phóng viên giải trí cải trang thành một nữ diễn viên mới. Cô sẽ tiếp cận Seong-ki với mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhưng mục đích thật sự là để lấy tin tức từ anh chàng. Tuy nhiên, quá trình này dẫn đến việc Jeon Seong-ki sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Recipe for Root được quay cách đây khá lâu và ban đầu được ấn định sẽ phát hành vào năm 2016 thế nhưng đến năm nay mới được công chiếu trên Bibangza TV bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Với những tiết lộ về tuyến nhân vật chính, các fan hâm mộ càng thêm mong chờ vào Recipe for Root, đặc biệt hơn khi cả hai diễn viên đều nổi tiếng bởi sự mặn mòi và hài hước. Bởi vậy, nhiều người tin rằng bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười và những phút giây giải trí siêu chất lượng. Với sự mặn mòi và hài hước có sẵn, mở đầu phim đã có thoại như lấy chất liệu từ đời thực của anh thì chắc Kim Hee-sun không cần diễn rồi. Mặc dù rất phấn khích trước màn tái xuất của diễn viên Hee-sun, các fan hâm mộ cũng không quên cả khi anh chàng bởi sự bất nhất trong lời nói. Còn nhớ Hee-sun đã từng mạnh mẽ chia sẻ rằng mình sẽ không đóng bất kỳ bộ phim nào có sự tham gia của diễn viên nhà SM. Phải chăng ai rồi cũng khác, kể cả có là siêu sao vũ trụ chăng nữa. Vào nghề vừa tròn 10 năm, anh chàng sinh năm 1983 thường được ví là tiểu thư nhà Super Junior bởi gương mặt nữ tính cùng nhiều lần giả gái hoàn hảo. Bên cạnh lĩnh vực ca hát, Kim Hee-chun còn được yêu thích qua vai trò người dẫn chương trình truyền hình, mà đình đám nhất là sâu có em chung đường hợp tác chung, Hàn, với sự tham gia của vợ chồng ngôi sao Hong Kong Viên Vịnh Nhi, Trương Chí Lâm. Ở lĩnh vực phim ảnh, Kim Hee-chun cũng được biết là một cá mèo, diễn viên khách mời khi xuất hiện chớp nhoáng trong nhiều bộ phim đình đám xứ Hàn. Anh vừa đảm nhận vai chính trong bộ phim Đội điều tra kỳ quái khiến nhiều fan bất ngờ. Còn với cá nhân tiểu thư nhà Super Junior, nhân vật Park Jung-woo có sức hấp dẫn đặc biệt. Trong phim, Park Jung-woo là một thanh tra kiệt xuất. Một lần truy theo dấu vết bọn tội phạm, anh và ba đồng nghiệp khác may mắn tìm ra manh mối đầu tiên về những vụ giết người bí ẩn. Trong khi thu thập vật chứng, họ vô tình dính phải loại hóa chất kỳ lạ mà bọn tội phạm đang thử nghiệm trên các nạn nhân, khiến Jun Hee-up, Won Bin và Kang Suk đều bị lão hóa, đột nhiên biến thành những ông già 70 tuổi. Duy nhất Jung-woo không hiểu vì sao thoát nạn được xây dựng dựa trên chương trình truyền hình thực tế Grandpa Over Flower, những cụ ông đẹp hơn hoa. Phim Đội điều tra kỳ quái mang màu sắc vui tươi với cốt truyện hài hước và tình tiết bất ngờ. Ngoài Kim Hee-chun, phim có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội xứ Kim Chi như Lee Sang-jae, lần đầu tiên tham gia với một vai chính. Như Kim Hee-chun, thành viên của nhóm nhạc Super Junior đình đám Hàn Quốc khiến cho khán giả bất ngờ với khả năng diễn xuất hài hước của mình khi đóng phim truyền hình trinh thám Đội điều tra kỳ quái. Kim Hee-chun cũng từng tâm sự, khoảng thời gian gắn bó với bộ phim Đội điều tra kỳ quái giúp anh chàng có những giây phút vui vẻ và thoải mái cùng các cụ ông đẹp hơn hoa của xứ Kim Chi.